Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các người chờ cơn lòng. Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, tung hô người núi đã đổ trì ta, vào trước thanh nhàn ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các người chờ cương lòng. Hãy cùng cùng nơi tôn nhan phùng bái, tin bước vào kinh đấng tạo thành ta, là đấng Chúa ta, ta đây thuộc dân người, người chăn coi như chăn dắt đoàn chiên. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các người chờ cương lòng. Hãy chú tâm hôm nay nghe lời Chúa, chờ cương lòng như lúc ở Ma-sa, tại Meriba xem bao việc ta làm, tổ tiên xưa manh tâm dám thử ta. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các người chờ cương lòng.